thì mình bấm bài khác cho bạn giơ tay khác nha. Rồi bây giờ mở lại nè. Tôi bà, tôi yêu bà lắm. Cháu bà lắm, tôi cháu vô tay. Cháu yêu bà, cháu lắm bàn tay. Cháu không ngờ, cháu biết bà vui. Hôm nay bạn Quỳnh với lại Bí Ơ Tây hát có hai ông hát bạn. Hai bạn hát bài cháu yêu bà và... La 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 la. Giỏi quá.
Thôi bây giờ mình làm gì ta? Được, nó bám rồi, để chị Quỳnh hát một bài nè. Bây giờ chị Quỳnh hát tặng với vô tay một bài đi. Hát bài gì nè? Em biết của em biết ngon nha. À, rồi bây giờ chị Quỳnh hát bài Bắt Kim Thang cho với vô tay nghe nha. Để chị Quỳnh hát. Bây giờ chị Mila, bạn Quỳnh và Bí Dâu Tay xin chào tạm biệt các bạn nhỏ nha.